ta đã đọc xong bài tập thở thì bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập tiếp theo, đó là tập vận động đúng, hít thở đúng và tập vận động đúng kết hợp với nhau. Bây giờ chúng ta, nếu mà sáng sớm chúng ta dậy mà cảm thấy người nó không thoải mái, chưa được thông suốt, chúng ta sợ bị nhiễm lạnh, thì bây giờ chúng ta sẽ xoa hai tay, dùng tay phải xoa tay trái, xoa cánh tay của mình ở trên cả dưới mặt trong một lần, và xoay những cái tay này, xoay lòng bàn tay, tắt hai lòng bàn tay ra để xoa cả những cái kẽ bên trong này nữa, đồng thời cũng giống như chúng ta massage vậy đó. Rồi, chúng ta sẽ xoa sau cổ của mình, cái gáy của chúng ta. Sẽ tập bài tập khai mở đốt sống cổ của chúng ta, hòa chống các bệnh về đau cổ, đau khớp cổ, đau vần cơ cổ, chống bị viêm tắc ở vùng cổ của chúng ta, chống thoái hóa cổ, ngăn ngừa các bệnh về đau cổ. Tại vì cái cổ của chúng ta là cái nơi kết nối giữa cái đầu và cái thân, do đó là nó cực kỳ quan trọng nhất luôn trong cái cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cố gắng lưu ý khai mở bảy đốt sống và sau đó chúng ta tập dần khai mở xuống hết toàn bộ các cột sống của chúng ta. Bài tập đầu tiên, khai mở bảy đốt sống cổ. Cố gắng ngồi xếp bằng, thẳng lưng, thả lỏng vai, đồng thời kết hợp với hơi thở của mình, đó là hít vào bụng căng lên, thở ra bụng xẹp xuống, vào trong động tác tập cổ này. Chú ý vào cầm điểm cầm của chúng ta. Rồi bây giờ hít vào, đẩy cầm lên. Chúng ta khi nào cũng phải đẩy lên trước hết, để chúng ta giãn phần cơ cổ trước của chúng ta. Thở ra, từ từ gập cổ xuống, cầm chạm vào trong tuyến giáp của mình. Khi chúng ta gập xuống thì chúng ta sẽ có cảm nhận đó, phần sau gáy của chúng ta nó căng, nó tức hoặc nó như thế nào đó, và do đó chúng ta đang bị căng. Hít vào để cầm lên, chúng ta cứ tập từ từ thôi, không cần phải cố hả, vừa với chính bản thân của mình. Rồi thở ra, gập cổ xuống, hít vào để cầm lên, thở ra gập cổ xuống, hít vào, thở ra. Hít lên,
tâm. Bây giờ chúng ta sẽ tập nghiêng cổ sang bên phải, chúng ta sẽ căng giãn phần cơ cổ đang bên trái hoặc là phần bên phải. Chúng ta sẽ tự cảm nhận cái độ căng của cổ của chúng ta. Hít vào, thở ra, nghiêng đầu qua bên phải, cố gắng cái mặt mình thẳng ha, mình không có xoay xuống hay là xoay lên, nghiêng cổ qua, thả lỏng hai vai của mình. Hít vào về tâm, thở ra, nghiêng đầu sang bên trái. Hít vào, thở ra, nghiêng đầu sang phải. Hít vào, thở ra, nghiêng đầu sang trái. Hít vào, thở ra, nghiêng đầu sang phải. Hít vào, thở ra, nghiêng đầu sang trái. Hít vào, thở ra, nghiêng đầu sang phải. Hít vào, thở ra, nghiêng đầu sang trái. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi, về tâm. Rồi, chúng ta tập, chúng ta sẽ cảm nhận được căng giãn trong cơ cổ của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập xoay mặt qua bên phải, cũng là giúp cho chúng ta tập vận động vào lúc sống chúng ta sẽ xoay qua ha. Hít vào, thở ra, cái mặt mình thẳng ha, mình không có gập xuống, xoay qua bên phải. Chúng ta sẽ cảm nhận độ căng ở bên trái của chúng ta, và khi mà nếu mà cơ cổ bên phải chúng ta đau, chúng ta xoay qua này thì chúng ta có thể sẽ thấy được cái cơ cổ bên phải chúng ta co rút lại, nó đau thì nó ở đó có vấn đề. Để tâm, hít vào, thở ra, xoay sang trái. Bên này chúng ta cũng sẽ cảm nhận như vậy, nếu đau thì chúng ta sẽ biết. Hít về, tâm, thở ra sang phải. Về tâm, hít vào, thở trái. Về tâm, hít vào, thở phải. Về tâm, hít vào, thở trái. Hít vào, thở phải. Hít vào, vào, thở phải. Hít vào, thở trái. Hít vào, thở phải. Rồi, về tâm, chúng ta sẽ tập xoay cổ theo vòng tròn ha. Bây giờ chú ý vào trong cái cầm của mình, hãy cầm lên, chúng ta xoay qua, xoay vẽ cái cầm qua vòng tròn, vẽ sao vẽ cái cầm vòng tròn là được ha. Ta xoay từ từ rồi ta chậm thôi, nếu mà ai xoay ra đó thì rất chóng mặt của mình. Chúng ta dùng cầm chúng ta vẽ vòng tròn ha. Tôi vẽ hơn năm cái.
sẽ xoay ngược lại, chúng ta sẽ tự nói. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập